Hãng tin CBS cho hay, một nữ hành khách đã bị bắt sau khi đe dọa giết chết những hành khách khác trong cùng chuyến bay Southwest Airlines đi từ Portland đến Sacramento. Theo CBS, sự việc xảy ra sau khi một phụ nữ cố gắng hút thuốc trong phòng vệ sinh của máy bay và thay đổi máy dò khói. Một hành khách quay video nói rằng người phụ nữ này được lệnh trở lại chỗ ngồi, nhưng cô la hét vô lý, dọa giết tất cả mọi người trên máy bay và yêu cầu máy bay hạ cánh. Cô đẩy một tiếp viên và sau đó bị các hành khách cùng phi hành đoàn kiềm chế trong suốt 30 phút còn lại của chuyến bay. Người phụ nữ này tên là Valerie Corbello, 24 tuổi, bị bắt ngay tại cửa máy bay khi máy bay vừa hạ cánh. Cô bị đưa đến nhà tù Sacramento County và bị buộc tội có lời đe dọa hình sự. Cũng theo CBS, tất cả 136 hành khách trên chuyến bay đều an toàn sau vụ việc. Southwest Airlines cho biết cô Corbello đã vi phạm luật liên bang là hút thuốc trên máy bay và còn thay đổi máy dò khói trong phòng vệ sinh. Tuy nhiên, cô Corbello nói với truyền thông rằng sự lo lắng trên máy bay khiến cô quyết định hút thuốc. Nhưng cô không giải thích được tại sao cô lại đe dọa giết mọi người. Cô cho rằng lời đe dọa nói ra lúc đó không phải là cô. Corbello hiện sống ở Sandy, Oregon. Cô không cho biết tại sao mình lại bay đến Sacramento.